nổ lớn ở thành phố nguyên tử của Nga. Ukraine tuyên bố bắn hạ 22 UAV tên lửa Nga. Lãnh đạo quân đội Nga bất đồng và bối rối vì vụ Wagner nổi loạn. Ukraine tiêu diệt thành công nhóm bộ binh Nga mai phục trong rừng gần Bạch Mút. Đạn bom chùm của Mỹ đã đến, Ukraine đang thừa thắng sông lên ở phía Nam. Các tin tức thế giới đáng chú ý khác, Triều Tiên công bố video phóng tên lửa liên lục địa. Mỹ điều máy bay trinh sát qua eo biển Đài Loan. Máy bay chở 34 người trượt khỏi đường băng vỡ buồn lái ở Somalia. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì nghĩ mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Nổ lớn ở thành phố Nguyên Tử của Nga. Kính thưa quý vị, đài RT dẫn các nguồn tin từ Telegram cho biết, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là đã nhầm vào thành phố Kolchatov, nơi đặt một nhà máy hạt nhân của Nga. Theo các nguồn tin đó, người dân địa phương đã phát hiện các vật thể trông giống như các bộ phận của máy bay không người lái trên mặt đất. Theo Kenchart, một số ngôi nhà đã bị vỡ cửa sổ, hệ thống phòng không Nga đã được kích hoạt. Các bức ảnh được đăng trên Telegram cho thấy những vật thể dường như là các bộ phận của máy bay không người lái được tìm thấy trong thành phố. Vùng Kursk có chung đường biên giới với Ukraine. Nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm cách khu vực đô thị khoảng 4 km. Công ty Energotest chuyên sản xuất thiết bị cho là phản ứng hạt nhân cũng có trụ sở tại Kursk Startup. Ngoài ra, một vụ nổ mạnh cũng được báo cáo ở Voronezh, thủ phủ của vùng cùng tên ở phía đông Kursk. Các khu vực biên giới Kursk Bryansk, Belgorod của Nga thường xuyên bị nã pháo và tấn công bằng máy bay không người lái kể từ khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các quan chức Nga đã cáo buộc Kiev âm mưu phá hoại các cơ sở hạ tầng chính của đất nước, bao gồm cả các nhà máy điện hạt nhân. Ukraine tuyên bố bắn hạ 22 UAV tên lửa của Nga. Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 20 máy bay không người lái và khai tên lửa hành trình của Nga trong cuộc tấn công vào Kiev. Vào ngày hôm nay, phát ngôn viên của lực lượng không quân Yuri Inak cho biết, chúng tôi đã có chiến dịch phòng không thành công. 20 UAV Shahed đã bị bắn hạ, đề cập tới loạt máy bay không người lái được cho là do Iran sản xuất. Các UAV này tấn công thủ đô từ nhiều hướng trong đêm. Chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, các mảnh vỡ đã rơi xuống 5 quận nội thành, khiến hai dân thường bị thương. Lực lượng phòng không Ukraine cũng thông báo trên Telegram rằng họ đã đánh chặn thành công hai tên lửa hành trình Kalif trong đêm, đồng thời cho biết một tên lửa đạn đạo Iskander-M đã được phóng từ Crimea, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Các quan chức, chuyên gia phương Tây và Ukraine nhận định, Nga nhiều lần tập kích các thành phố Ukraine nhằm ngăn chiến dịch phản công của đối phương Hoạt động này khiến Ukraine rơi vào thế tiến thoái lưỡng năng khi phải chọn triển khai các tổ hợp phòng không bảo vệ đô thị quan trọng hay đơn vị trên tiền tuyến. Họ cũng nhận định Nga có thể muốn làm cạn kiệt đạn phòng không của Ukraine khi buộc lực lượng nước này khai hỏa liên tục các quả đạn đắt tiền để hạ tên lửa hoặc UAV giá rẻ. Lãnh đạo quân đội của Nga bất đồng và bối rối vì vụ quát nửa nổi loạn Tướng hàng đầu của Mỹ nhận định, giới lãnh đạo quân đội của Nga đang bất đồng và bối rối, nhưng chưa rõ tác động đối với chiến trường Ukraine. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói với các phóng viên vào ngày 13 tháng 7 rằng, Rõ ràng là đang có những bất đồng và bối rối đáng kể ở cấp độ chiến lược. Giới lãnh đạo cấp cao của quân đội Nga đang trải qua những diễn biến rất kịch tính. Khi đề cập tới quân đội của Nga sau vụ nổi loạn của Tập đoàn Quân sự Tư nhân Wagner vào cuối tháng trước. Tuy nhiên, ông Milley thừa nhận chưa thể xác định chắc chắn tác động của những sự kiện đã xảy ra, nhưng đánh giá rằng vụ nổi loạn sẽ ít tác động tới tình hình chiến trường Ukraine. Tướng Mỹ cho hay, tôi nghĩ mọi chuyện chưa kết thúc và còn nhiều điều sẽ được công bố. Binh sĩ cấp thấp ở Ukraine nhiều khả năng sẽ tập trung vào chiến đấu và tìm cách sinh tồn. Tướng Milley cho rằng lãnh đạo Wagner Shepsheny Bredosin đang di chuyển liên tục giữa Nga và Belarus, nhưng từ chối nêu nhận định về địa điểm cụ thể của ông trùng Wagner giới chức Nga chưa bình luận về phát biểu công Milley. Hàng nghìn tay súng Wagner tổ chức nổi loạn hôm 24 tháng 6 sau khi ông Trump Shepsheny Bredosin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu chỉ đạo vụ tập kích vào doanh trại của tập đoàn, gây thương vong lớn. Cô đội Nga bác bỏ cáo buộc của Bredosin, trong khi Điện Kremlin gọi lãnh đạo Wagner là kẻ phản bội và bác yêu sách trừng phạt lãnh đạo Bộ Quốc phòng cuộc nổi loạn chống dứt đêm 24 tháng 6 khi hai bên đạt thỏa thuận do Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian để quạt nợ rút về doanh trại. Berdyshin cũng được miễn tố và rời Nga để đến Belarus. Trung Quốc nợ vào ngày 26 tháng 6 nói, hoạt động của họ là biểu tình phản đối, không nhằm lật đổ chính quyền. Nhưng muốn Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shogu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov bị cách chức, Ông Putin đã gặp ông Prigozhin cùng với các chỉ huy Wagner vào ngày 29 tháng 6 tại Moskva. Ông Putin lắng nghe lời giải thích từ các chỉ huy của Wagner và đề nghị các tay súng tiếp tục phục vụ quân đội của Nga, song Prigozhin từ chối. Bộ trưởng Shagu và tham mưu trưởng Gerasimov đều đã xuất hiện trên truyền thông sau vụ nổ loạn. Tướng Sergei Serovikin, phó tư lệnh chiến dịch của Nga tại Ukraine và được cho là có quan hệ tốt với Wagner, chưa trở lại Kể từ khi đăng video, kêu gọi tập đoàn này ngừng nổi loạn vào ngày 24 tháng 6. Ukraine tiêu diệt thành công nhóm bộ binh Nga may phục trong rừng gần bác mất. Trong khi lực lượng nhiệm vụ bay theo hướng bác các đơn vị trinh sát trên không của lực lượng biên phòng nhà nước Ukraine đã phát hiện một nhóm quân xâm lược của Nga di chuyển trong rừng và giúp đội súng cối tiêu diệt chúng. Một phóng viên của Ukraine Form đưa tin đoạn video liên quan đã được cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine đăng tải. Báo cáo viết, bộ binh có lực lượng chiếm đóng Nga đã cố gắng bí mật tiến vào các vị trí để thay đổi. Tuy nhiên, ý định của họ đã bị bại lộ và cuộc tấn công của đội súng cối vào vị trí nhóm địch này ẩn nấp đã thành công. Theo cơ quan biên phòng nhà nước Ukraine do tổn thất nhân sự, những kẻ xâm lược Nga đã phải hoãn việc luân chuyển. Ít nhất hơn 10 quân chiếm đóng Nga đã bị loại và nhiều người khác bị thương. đạn bom chùm của Mỹ đã đến, Ukraine đang thừa thắng xông lên ở phía nam. Cuộc phản công khốc liệt của Ukraine tiếp tục dọc theo chiến tuyến phía nam và phía đông trong diễn biến mới nhất vào ngày 14 tháng 7, khi áp tuyên bố đạt được một số tiến bộ ở phía nam của đất nước. Ukraine báo cáo những thắng lợi trên chiến trường. Theo đó, quân đội Ukraine đã giành lại lãnh thổ ở miền nam đất nước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hanna Molia cho biết hôm thứ Năm, bao gồm việc giải phóng ba ngôi làng bên ngoài thị trấn Odykip Bà Molia cho biết quân đội cũng đang tấn công xung quanh các thành phố Melitopol và Burias. Bà Molia cho biết, tại các khu vực Novo Banka Sidoka, Malatokmatka và Novo quân đội của chúng tôi đã thành công và hiện đang củng cố các phòng tuyến mà họ đã đạt được. Bà Molia đã nói thêm rằng, người Nga hiện đang di chuyển các đơn vị và đã sử dụng tất cả các nguồn dự trữ có sẵn do binh lính Ukraine đang phá hủy các điểm lưu trữ thiết bị của Nga hàng ngày, nên số lượng các cuộc tấn công của Nga đã giảm đi một chút. Bà Molia nhận xét về tình hình ở phía Nam. Báo cáo của bà Molia theo sau tuyên bố của một quan chức Ukraine khác nói rằng một cuộc tấn công gần đây đã giết chết khoảng 200 binh sĩ Nga và chỉ huy ở thị trấn Tocmachi bị chiếm đóng. Tocmachi nằm gần trung tâm của ba thành phố được đề cập trong báo cáo của bà Molia. Một phương tiện truyền thông xã hội thân Nga và một quan chức do Nga chỉ định đều nói về các vụ nổ làm rung chuyển khu vực, nhưng CNN không thể xác minh độc lập tuyên bố của Ukraine về số người chết hoặc những thành tích chiến trường gần đây của họ. Bom đạn chùm đã đến. Bom đạn chùm do Mỹ cung cấp đã được chuyển đến Ukraine, một quan chức quân sự cho biết vào hôm thứ năm các quan chức của Mỹ và Ukraine đã nói rằng bom chùm có thể chứng minh tính sống còn để vượt qua hàng phòng ngự kiên cố của Nga. Nhưng những vũ khí này cũng gây ra tranh cãi vì nguy cơ tiềm ẩn đối với thường dân. Quan chức Mỹ nhấn lại lời hứa rằng Ukraine sẽ sử dụng bom và đạn chùm để bảo vệ và giành lại lãnh thổ của họ theo cách ít gây nguy hiểm hơn cho dân thường. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý, Triều Tiên công bố video phóng tên lửa liên lục địa Truyền thông Triều Tiên đã công bố video ghi lại vụ phóng tên lửa liên lục địa Khoa Son-18 sử dụng nhiên liệu rắn vào ngày 12 tháng 7. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã công bố video ghi lại vụ phóng tên lửa liên lục địa ICBM Khoa Son-18 vào ngày 12 tháng 7. Hình ảnh từ video cho thấy khoảnh khắc tên lửa rời bệ phóng. Video cũng chiếu cảnh quân nhân Triều Tiên phổ tay sau vụ phóng tên lửa. Theo hãng tin KCNA, vụ phóng tên lửa Hoguasong-18 sáng 12 tháng 7 nhằm xác nhận lại uy tín kỹ thuật và độ tiên cậy hoạt động của hệ thống vũ khí then chốt của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã trực tiếp thị sát vụ phóng này. Đây là lần phóng ICBM sử dụng nhiên liệu rắn thứ hai của Triều Tiên sau vụ phóng hôm 13 tháng 4 nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết vụ phóng tên lửa mới nhất là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm tăng cường khả năng tự vệ trước thảm họa chiến tranh hạt nhân và các động thái quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa từ khu vực Bình Nhưỡng. Tên lửa bay được khoảng 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông hay biển Nhật Bản. Phía Triều Tiên cho hay, tên lửa Khoai Son 18 thực tế đã bay 1.001,2 km trong khoảng hơn 4.491 giây, với tọa độ tối đa 6.648 km trước khi rơi xuống biển theo lập trình sẵn. Mỹ điều máy bay trinh sát qua eo biển Đài Loan Máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon của Mỹ đã bay qua eo biển của Đài Loan trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành tập trận trong khu vực Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ vào ngày 13 tháng 7 thông báo, máy bay tuần thám săn ngầm P-8A Poseidon đã bay qua không vận quốc tế trên eo biển Đài Loan. Hải quân Mỹ tuyên bố, với việc triển khai hoạt động tại eo biển Đài Loan phù hợp với luật pháp quốc tế, Mỹ bảo vệ các quyền và tự do hàng hải của tất cả các quốc gia. Trung Quốc thông báo đã điều máy bay chiến đấu để theo dõi và cảnh báo máy bay Mỹ. Bộ tư lệnh chiến khu miền đông quân đội Trung Quốc thông báo, các binh sĩ trong quân khu luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định khu vực. Hoạt động của máy bay trinh sát Mỹ diễn ra sau khi cơ quan phòng vệ của Đài Loan thông báo lực lượng không quân và hải quân của Trung Quốc tiến hành tập trận với quy mô lớn gần hòn đảo Đài Loan. Đài Loan cũng cho biết các máy bay và tàu chiến Trung Quốc vượt qua đường trung tuyến tại eo biển và tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng thống nhất bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Máy bay chở 34 người trượt khỏi đường băng, vỡ buồng lái ở Somalia. Một máy bay chở theo 34 người đã trượt khỏi đường băng sau khi vừa hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Mogadishu của Somalia. Theo thông báo của cơ quan hàng không dân dụng Somalia, máy bay của hãng hàng không Hola Airlines đã hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Aden Abdali ở thủ đô Mogadishu của Somalia vào chiều ngày 11 tháng 7, theo giờ địa phương. Các hình ảnh và video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy máy bay trượt trên đường băng và xoay với tốc độ cao trước khi va vào, vào hàng rào bê tông. Màn hạ cánh không thành công khiến máy bay bung bụng lái và các mảnh vỡ bay tứ tung. Một bánh xe thậm chí được nhìn thấy rơi khỏi máy bay. 34 người, bao gồm phi hành đoàn, đã có mặt trên máy bay vào thời điểm máy bay gặp nạn. Đại truyền hình quốc gia Somali đưa tin, hai người trên máy bay bị thương nhẹ, trong khi những người khác được giải cứu an toàn. Cơ quan hàng không dân dụng Somali không công bố nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận. Hoặc gửi qua hộp thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ Hd News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.